Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta bước sang bài học thứ 14. Bài học ngày hôm nay rất là ngắn và đơn giản, đó là chúng ta học về thứ. Trước khi bước vào phần chính của nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau học về một vài từ mới. Chúng ta có 5 từ mới sau đây. Từ mới thứ nhất đó là 今日 là hôm nay, 明日 là ngày mai, 明後日 là ngày kia, 昨日 là ngày hôm qua, 一昨日 là ngày hôm kia. Một từ mới nữa đó là từ 何曜日 và muốn hỏi rằng là hôm nay là thứ mấy thì chúng ta sẽ nói rằng là 今日は何曜日ですか? Chủ nhật là 日曜日, thứ hai là 月曜日, thứ ba là 火曜日 火曜日, thứ tư là 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 土曜日. Và để học thuộc được các thứ trong tuần thì chúng ta cùng nhau hát một bài hát sau đây. Để ý nhá, chủ nhật đúng không? 日, 2, 月, 火, 水, 木, 金, 土. Và chúng để nhớ được tất những cái phần này thì chúng ta học một bài hát. Chúng ta học thuộc bài hát này là chúng ta sẽ nhớ được. Rất là đơn giản thôi. Các bạn bắt chước theo mình nhé. Các bạn cứ đọc dần dần từ đầu đến cuối này xong nó sẽ thành một bài hát luôn. 日, 月, 日, 月, 火, 水, 木, 金, 土. 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 Các bạn thấy thế nào? Rất là đơn giản phải không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Bye bye! Đừng quên đăng ký kênh Dũng Mori nhé!